thử đánh nhau nó. Mẹ yêu hai đứa lắm nhở, hai đứa đáng yêu của mẹ nhỏ ấy. Mẹ yêu hai đứa lắm nhở, đánh nhau nhá. Ờ mẹ thương, thương cả hai đứa nhẹ. Bắt tay đi con, hai đứa bắt tay làm lành đi. À thì mẹ đi về để xem có gì cho hai đứa ăn nhá. À ăn gì được nhở? Hai đứa này. À hai đứa ăn thanh long không? Nào. Ôi thương thế. À, có sữa chua nếp cẩm này. Mẹ sẽ xay sữa chua nếp cẩm vào cho hai đứa ăn nhé. Ừ. Hai đứa xay cho hai đứa ăn nhá. Xay cái này vào cho các con ăn nhá. Ừ. Nào, ý bà thì xay cho hai đứa ăn nhá. Thôi, đi xuống đi con, đi xuống đi, đi xuống đi. Ừ. Mình sẽ xay cùng với sữa chua. Nào, Môn. Môn đi xuống đi để mẹ xay cho con cái này cho ăn này. Cái này các con có thích ăn đâu, để mẹ xay ra cho cái vị ngọt ăn nhé. Nào. Thôi, không đánh nhau nữa mà. Mẹ yêu hai đứa thôi được không? Thôi ngồi im đây, bé cả hai đứa. Ngồi im. Ừ. Cái này chị ăn được để mẹ xay. Mẹ xay ăn đấy nhá, nó cũng ngon con. Để mẹ xay lên nhá. Đợi 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 xay nào. Nhảy lên nhảy xuống. Tôi để mẹ ấy vào đây con. Rồi. Nào. Con đợi con nhá. Kỷ luật tí con. Nào bò. Hai đứa này, đây là chết đói mất rồi. Có kỷ luật tí nào đây không Môn Linh? Tôi tự mẹ. Bây giờ nó chết đói quá rồi. Từ từ con. Nào. Dừng lại. Hai đứa. Nào hai đứa. Từ từ. Nào. Hai đứa này. Nào đấy, bò đấy. Bò nó không thích ngồi cùng với Môn đâu. Lên tay nhú.
lắm bò, giỏi lắm nhở. Bắt cho mẹ đi. Hai đứa bắt cho mẹ đi. Ôi dồi ôi, hai đứa ngoan thế. Bò bắt cho mẹ đi. Bò. Trời ơi, nó trèo lên trèo xuống, nó ù dịt tóc của tôi. Đấy, đấy, cái con bò này nó cứ sinh sự ấy các bạn đấy, nhìn này. Chị thì đang bắt chấy, chả treo chả gẹo gì cứ đến để lôi cấu chị á. Mở đừng có buồn. Ôi dồi ôi. Rất chịu khó mất cháy. Muốn ơi. Muốn chịu khó thế. Muốn bắt cháy chăm chỉ thế. Bò nè, bò lại không đâu nè, bò nè, nè mẹ.